Chào các bạn đã trở lại kênh Chuyện Ma tác giả Hàng Bảo. Các bạn nghe chuyện nó thấy hay, hãy like, comment cảm xúc cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ và tiếp thêm động lực cho Bảo các bạn nha. Chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều. Trong buổi kể chuyện ngày hôm nay, Bảo xin gửi đến các bạn câu chuyện của ông Hai Thức. Thì ông Hai có kể cái câu chuyện này không biết là xảy ra vào cái thời điểm nào. Nhưng mà ông Hai nhớ là lúc mà mình còn nhỏ đó, đi theo người lớn ngồi nói chuyện chơi thì có nghe người lớn kể lại một câu chuyện cũng khá là xa xưa. Câu chuyện này kể về một cái ông thầy tướng số cũng rất là ghê rợn nha các bạn. Bảo xin phép bắt đầu câu chuyện luôn nha. Hồi đó thì ở trong cái vùng này, bà con người ta sinh sống thì đông chứ không phải là vắng. Riêng cái khu này rất là đông. Và có một cái ông thầy tướng số. Ông thầy tướng số này, ổng thứ năm, cho nên là Bảo gọi là ông thầy năm. Ông thầy năm thì ổng có vợ, nhưng mà ổng không có con. Lúc đó thì ổng cũng độ khoảng 56, 57 tuổi rồi. Thầy năm tướng số thì không có giỏi về cái việc mà bắt ma, bắt quỷ. Nhưng riêng về cái vấn đề mà coi bói á, thì ổng coi rất là hay. Và song song với cái sự coi bói đó, ông còn có thể là giống như là ông dòm thấy người âm. Ông nói chuyện và giao tiếp được với người âm. Còn cái việc mà ông coi bói á, thì giống như là ông coi bói cái người này ông coi được, thì ông nói là tao coi được vậy 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 đó, tao thấy vậy đó, mày coi mày tránh. Thì đương nhiên trong cái việc coi bói thì có những cái việc mà người ta nói giống như cái câu đơn giản mà hồi đó giờ mình hay nghe đó, giống như là thiên cơ bất khả lậu. Có những cái việc mà ông Năm không thể tiết lộ, có những cái việc thì ông Năm tiết lộ được và nói cho cái người đến coi bói họ biết. Còn nói về khi mà ông Năm ông coi bói ông có lấy tiền hay không, thì cái việc đó là chắc chắn một điều á, là ông Năm ông không có lấy tiền theo cái kiểu là giá cả gì cả. Ông coi thì ai cho ông thì bao nhiêu ông lấy bao nhiêu để ông nuôi cuộc sống hàng ngày thôi. Còn cái việc mà đòi hỏi là không có. Với lại ông Năm này thì ông rất là tốt. Ông sống trong một cái khu vực chỗ đó thì đông người, nhưng mà ông làm thầy bà vậy đó, thì cũng người ta mến, người ta quý. Rồi thấy ông tính tốt nè, cho cái này cho cái kia thì ông dư ra ông đem cho người nghèo, chứ ông không có giữ riêng cho ông. Còn có những cái trường hợp như là họ không phải bị tâm linh, ông Năm lại có một cái cách trị rất là khéo léo. Và muốn biết cái cách trị giống như thế nào thì các bạn hãy theo dõi hết câu chuyện nha. Đầu tiên có thể kể tới ở cái khu mà cuối xóm. Thì cuối xóm nói là cuối xóm vậy thôi, chứ thật ra nó cũng cách cái chỗ nhà của ông Năm là đâu độ cỡ chừng 2-3 cây số. Ở chỗ đó thì có một cái bà này bà thứ hai. Bà này là khi mà bà còn sống á, bà rất là khó khăn. Tính tình bà khó từ trong nhà cho tới bên ngoài. Và khi mà bà mắc á, thì bà nhát dữ lắm luôn. Bà hai này bà có duy nhất một người con trai. Cái người con trai á, thì cũng có vợ đó, còn bà cũng có dâu. Khi mà bà mắc á, thì con dâu của bà cũng đang mang bầu. Mà bà rất là khó nghe. Kêu bằng là con dâu trong nhà đó, y như cái kiểu mà nó phong kiến hồi trước vậy đó. Bước ra đường mà mua đồ này nọ là bà không cho đó, chứ không phải chơi đâu. Cần cái gì thì phải bắt cởi là đi đâu. Bước ra ngoài là phải nói với lại bà hai, là con đi đâu đó rồi con về. Và thời gian là cũng phải chính xác nha. Giống như đi tới đó và đi về tới nhà là thường thường là đi bao lâu. Là những lần sau hỏi cũng phải đi bấy lâu. Còn mà đi trễ hơn là bà chửi, bà rầy, bà mắng. Hàng xóm thì bà cũng rất là khó khăn với họ, cho nên là có thể nói là bà hai này không có được lòng mọi người. Bởi vậy á, khi mà bà mắc á, người ta tới cũng hơi ít. Thương á, là hồi đó người ta còn nói một câu nôm na như vậy, nó nói trời bà hai bà chết á, bà là già cả bà chết rồi, thì đỡ cho thằng con của bà với con dâu của bà. Chứ làm dâu cho bà không phải nói chứ khó hơn là làm vợ vua nữa. Bà con hàng xóm người ta hay dí dòn với nhau một cái câu như thế. Khi mà bà hai mắc á, thì hai vợ chồng cũng chôn cất bình thường, cũng không có xảy ra cái việc gì tâm linh.
Đến độ khoảng 49 ngày sau thì cái bữa đó đó, cái bầu của cái người vợ lúc đó là cũng theo như cái là mấy cái bà bụ vườn á, thì bà nói là chắc cũng cỡ là mười mấy 20 ngày nữa là sanh. Gia đình á thì thuộc cái dạng là cũng hơi khó khăn, cho nên là cái người chồng á đi làm suốt vậy đó, tới tối rồi mới về. Còn cái người con dâu á, cái người vợ á, thì thấy là chồng mình làm cực, tuy là mang bầu nhưng vẫn ráng làm được cái gì thì làm. Ví như cái những cái việc mà người ta cho mình làm ở nhà, hay là khâu vá rồi giữa chén bát, hay hoặc là lau dọn cái công việc của phụ nữ đó, thì làm tất bật dữ lắm. Cái bữa đó thì đâu khoảng cái tầm là 6 giờ tối thì thấy chồng mình chưa có về. Bình thường là anh chồng độ khoảng 5 giờ mấy á, là anh về, chứ anh không có về trễ hơn, tại anh biết vợ mình đang mang thai mà. Ngồi chờ hoài, cơm nước thì cũng chuẩn bị xong xuôi hết trơn rồi mà sao thấy chồng mình chưa về. Mà hồi đó đó là anh chồng anh đi làm cái nghề nó cũng hơi là vất vả. Anh đi đốn cây cho những cái người mà người ta cần cây, nhà giàu, các nhà, các cổ vậy đó. Là anh đi đốn cây, có nghĩa là cái việc của anh làm á, là vừa nặng nhọc, vừa phải leo trèo trên cây cao. Người vợ mới lo lắng, thì ngồi ở trong nhà hoài không thấy chồng mình về. Đến độ khoảng 7 giờ mấy 8 giờ đó, cái người vợ mới lo và đi ra. Thì cái từ cái nhà của cái vợ chồng này ra tới cái mặt đường là độ khoảng 50 thước. Đi ra ngoài đó quẹo qua bên trái, đi khoảng 50 thước nữa thì nó có một cái con đường. Cái con đường này là đi quẹo thẳng ở trong đồng đó. Thì cái người chồng lúc nào cũng vậy chứ, đi làm là đi con đường tắt đó, và về cũng về đúng cái con đường tắt đó. Người vợ mới đi ra đúng cái con đường đó để mà ngóng chồng mình về. Cái lúc mà đi ra thì do là lo lắng cho nên là cũng không có đem theo đèn. Đang đứng đợi gì một hồi thì có một cái ông chú. Cái ông chú này ông ở gần nhà đó, ông đi ngang ông mới thấy, nói trời ơi, vợ thằng hai bay bầu bì vậy mà sao bay đi ra đây, sương gió tùm lum, vô nhà đi con. Người vợ mới lễ phép, người ta mới thưa lại là chú hai ơi, con đợi chồng con về mà sao ảnh chưa có về, con lo quá. Thì trong cái lúc mà hai người này nói chuyện á, thì con trai của cái ông hai này, mình sẽ gọi là chú ba nha, cái ông chú ba đó, ông đi lợi thì do là hai cha con đi chung, mà người đi trước người đi sau. Cái người cha mới nói chuyện với lại vợ của chú hai thì cái ông con ông đi theo, ông đi phía sau. Ông vừa đi tới thì cũng kiểu mà gặp nhau hàng xóm mà trò chuyện qua một đôi lời, xong rồi cái hai cha con mới nói thôi bây giờ vậy, thằng ông mới dặn con ông á, ông kêu con ông là đi ra cái chỗ làm đi, còn ông á thì ông đi theo cái con đường này nè, ông đi thẳng đi sâu chổng, ông coi ông đón coi là cái người chồng về chưa, rồi ông kêu á là cái người vợ này nè phải đi vô trong nhà. Cái cô vợ thấy vậy cũng dạ, rồi mới đi vô trong nhà ngồi chờ. Ông hai đó ông tốt bụng, ông mới đi sâu vô phía trong. Còn con của ông á thì ông chú ba là đi tới cái chỗ làm, mà cái chỗ làm thì cách nhà của cái người vợ này độ chừng tới 300-400 thước lận. Cái người vợ cứ ngồi ở trong nhà ngồi chờ chồng mình hoài, mà sao ông chú hai á, ông hai ông đi nãy giờ ông chưa về, cũng lo. Cái mới nghe ở phía đằng sau bếp á, cái tiếng giống như thể là có người mà bước lên trên cái sàn nước xong rồi bước ngược trở xuống. Cái sàn nước nhà làm là bằng tre, đóng mấy cây cọc ở dưới cũng bằng tre luôn, cho nên mà bước lên rồi nó sẽ phát ra những cái tiếng kẹo kẹt. Cái người vợ mới nghe vậy tưởng chồng mình về, mà đi cái hướng nào là đi hướng khác, rồi đi về ra sàn nước giữa giò giữa chân giữa tay. Cái cô vợ này cũng mừng quá đi, cổ mới đi ra phía sau. Cổ mới đi tới lưng chừng thì cổ mới nghe cái tiếng này là giống như là cái tiếng mà nạt nộ quá nghe. Kiểu mà khó chịu một ai đó. Mà cái giọng á thì cái giọng của đàn bà, chứ không phải là cái giọng của chồng mình. Cái người vợ lúc này đã đi tới nửa cái nhà rồi, mới nghe cái giọng này nó quá quen.
cái giọng này có thể nói cái giọng nào mà cái người vợ có thể quên, chứ cái giọng của mẹ chồng mình là không bao giờ quên được. Cái giọng bà nó đặc trưng, mà nghe cái tiếng giống như thể là khi mà bà còn sống á, bà khó chịu, bà bứt rứt, bà không chịu cái chuyện gì đó là bà hay làm như vậy. Đồng thời thì cái tiếng mà tre nó kêu kẹt 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 kẹo kẹt kẹo kẹt như vậy đó, nó cứ phát lên mỗi lúc một nhiều. Người vợ sợ không có dám đi ra, sợ thấy mặt mẹ mình. Từ cái lúc mà bà hai này bà mất á, cho tới bây giờ nghe, có đôi lần ở trong nhà bà hai bà dời theo kiểu là bà đi qua đi lại thì thấy phớt qua thôi, chứ không có thấy rõ ràng và phát ra những cái âm thanh như thế này. Mà lần này sau cái người vợ nghe thấy cái tiếng rồi đó, rợn người hết trơn. Mà bản thân mang bầu mang bì một mình ở trong nhà nữa. Chỗ này thì khu vực toàn cái xóm thì cũng đông, nhưng mà riêng cái nhà của cái cô con dâu này thì nó hơi cách xa nhà của mấy cái nhà kia một chút. Cái cô mới sợ, cô không dám đi ra nữa. Cô mới quay trở ngược lại vô trong nhà. Vô trong nhà cô mới lấy cái đèn. Cô lấy cái đèn thì thay vì hồi nãy á, cái sàn nước thì nó nằm ở phía sau nhà mà nó nằm bên ngoài luôn. Muốn bước ra cái sàn nước đó thì phải mở cái cửa bếp. Hồi nãy từ bên ngoài mà đi thẳng xuống phía sau á thì sẽ thấy. Nhưng mà sợ đâu có dám đi. Bây giờ mới bước vô trong nhà, nghĩ rằng bây giờ mình lấy cái đèn, mình đi ra phía sau bếp á, mình đứng lên trên cái ghế thì mình dòm qua cái khe cửa. Ai ở bên ngoài là mình sẽ biết. Cái người vợ mới nghĩ như vậy mới làm. Lấy cái đèn đi ra phía sau mà. Cái kiểu mà sợ rồi, cho nên là mỗi bước chân đi á đều cà rung. Dán bước đầu mấy bước, cỡ 3-4 bước nữa thì sắp tới cái cửa rồi. Trời đất ơi, không biết cánh cửa đó nó mở hồi nào các bạn. Nghe một cái kẹt một cái là bà hai bà xuất hiện thù lù ngay cánh cửa luôn. Bà chỉ vô mặt con dâu bà nói á, Mày nói chuyện với trai, mày nói chuyện với trai. Người vợ quá sợ đi mới la quả lên một cái thì quăng cái đèn. Mai phước là cái đèn nó quăng vô rồi nó đổ xuống, mà nó đổ xuống đất nha, chứ nó không có dính dầu vô trong vách. Vách hồi đó là gì bằng lá không à. Nó dính vô một cái thì nó cháy rồi. Nhưng mà lúc đó thì cái người vợ quá sợ rồi, đâu còn để ý tới những cái chuyện này nữa. Cô mới chạy ra. Cô chạy ra ngoài đèn ngoài trước nhà đó, cô đứng mà bây giờ cô không dám chạy ra ngoài luôn. Cứ đứng lớ ngơ đó, cô mới khóc. Cứ khóc hoài mà càng khóc lại càng nghe cái tiếng ở trong á. Rồi lâu lâu á dòm vô trong nhà. Thì đèn lúc này nó dụi xuống, nó tắt hết, nó cháy hết cái lửa nó tắt rồi. Bởi vì trong nhà nó tối hu tối thùi vậy đó. Thấy bà đi từ ở trong nhà bếp á các bạn, bà đi ra mà cái bóng của bà đen nha. Bà đi ra tới gần cái cửa buồng để bước ra nhà trước á, thì bà sững lại, bà đứng ở đó bà dòm. Mà trong miệng của bà theo kiểu bà nạt, bà nói mày. Người vợ là lúc này quá sợ rồi, bầu bì như vậy mà cái tay ôm vô cái cột. Ôm vô cái cột chính của cái nhà đó. Thì ôm vô không có dám chạy ra ngoài. Cũng không có dám đi vô trong nhà. Chạy ra ngoài sợ đó, là bà hai bà chạy theo bà rượt, hay là bà xuất hiện bên ngoài rồi sao. Cái kiểu là lính quýnh hết trơn rồi, quá sợ chân tay đã bủng rủng hết trơn. Cô mới ráng cô ôm cái cột. Chịu đựng cái nỗi sợ hãi đó và cảm giác và thấy được bà hai bà cứ lâu lâu cái bà đi ra, xong bà đi ngược vô trong nhà bếp. Cái nỗi sợ nó quá lớn, người vợ nhắm mắt lại không có dám mở mắt ra. Đâu độ chừng nửa tiếng đồng hồ sau cái anh chồng anh về. Cái lúc mà anh đi về thì cái ông mà ông hai á, ông cũng đi ngang nhà, ông nói vô nhà lo cho vợ đi bay, bây giờ trễ quá. Cái người chồng mới quay mặt lại và cảm ơn cái ông hai này nè. Cảm ơn xong rồi cái người chồng mới nhìn vô trong nhà thì đi vô mấy bước thấy vợ của mình ôm cây cột. Tại vì tối thui à, anh đứng ở ngoài đường cách 50 thước anh dòm vô anh đâu có thấy. Tới khi mà anh đi tới gần thì anh mới thấy vợ mình như vậy, anh mới chạy lên đỡ. Thì lúc này ông hai ông đi khuất rồi. Gặp được chồng mình thì cái người vợ quá khứ mừng rồi, khóc kêu bằng mắt sưng hết trơn. Anh ơi, má về. Má giờ má la em anh ơi.
Lúc này thì người chồng mới bước vô trong nhà, rồi đốt cái đèn khác, lại lụm cái đèn cũ này nọ xong xuôi để cho cái nhà nó sáng lên. Người vợ dòm vô thì không có thấy, mà lại thấy á, là ở bên hông nhà đó, bà hai á, giống như là cái vong của bà chạy theo. Bà chạy mà bà chạy ra ngoài đường, bà chạy theo cái hướng mà ông hai ông đi á. Người vợ sợ quá mới chạy vô trong nhà. Thì cả đêm đó hai vợ chồng đều ở trong nhà mà không ai dám nhúc nhích hết. Ngay cả người chồng mà còn sợ, mà tại hồi đó là sợ mẹ mình lắm. Rồi bây giờ bà mắc cái bà nhát như vậy, thì không kể cái chuyện của hai vợ chồng nữa, mà kể tới cái chuyện của ông hai với lại cái người con của ông là ông chú ba. Tưởng rằng á, là cái người vợ là bị nhát trước nghe các bạn. Bị bà hai á, bà ở cho em bà xuất hiện ở sau bếp rồi bà nhát. Không phải, không phải nhát cái người vợ trước, mà bà nhát là bà nhát chú ba trước. Cái lúc đó là ông chú ba ông mới vừa giả từ ông hai nè, để cho ông hai ông đi ông kiếm vợ, ông kiếm chồng, ông kiếm người chồng về cho người vợ đỡ lo. Thì chú ba ông mới đi, ông đi luôn, ông mới đi tới cái chỗ làm của ổng. Mà cái chỗ làm của ổng thì ổng có cái chạy, ổng cắt cái chạy thì ổng vô đó ổng nằm đông đưa giọng, ổng đợi ông hai ra tới và hai cha con mới đi dở lợp. Ổng đang nằm như vậy á, ổng mới nghe kêu tiếng thằng ba ơi. Mới đầu kêu là kêu nhẹ nhàng lắm nha, thằng ba ơi. Ban đầu á là ổng nghe không có rõ, cho nên là ổng chỉ nghe cái chữ là thằng ba ơi gì đó, mà không có nhận định được là cái giọng. Cho nên là ông mới nghĩ là ông hai ông kiếm được cái người chồng rồi, giờ ông đi ra đây. Chú ba ông mới nói ủa sao tía kiếm được anh hai nhanh vậy. Cái lúc mà chú ba ông nói á, thì ông vẫn còn nằm trên võng, ông chưa quay mặt ra ngoài, ông chưa dòm. Ông nói xong thì ông mới bước khỏi cái võng, ông đi ra ngoài, ông đi ra ngoài, ông dòm tới dòm lui dòm đông dòm tây là không có ai hết. Ông kêu mấy lần, ông kêu là tía ơi, kêu sùm như vậy mà cũng không ai trả lời ổng. Cái ông nói ủa bữa nay kỳ, mà chỗ mình chỗ này trống lỏng, có chỗ nào đâu mình úp, ai đâu mà giỡn với mình giờ này. Đó, thì ổng mới đi ngược trở vô, ổng nghĩ là thôi chắc mình nghe nhầm. Ổng mới bước một chân vô cái chạy thôi, không biết từ đâu á bà chạy tới. Cái dòng bà hai á, bà chạy các bạn, bà chạy từ đầu đường, bà chạy ngay vô cái, bà giật cái áo, bà giật cái áo của ông chú ba, bà giật một cái bực mà cái bà đứt cái nút luôn á, bà giật từ phía sau nghe. Ông chú ba ông giật mình, ông quay mặt lại ông dòm, thì ông thấy cái bóng chạy ra ngoài đường, ngoài đứng ông cách đâu cũng vài chục thước nha. Lúc đó ông dòm không có rõ được rồi, đứng đó dòm ông mà cũng cái kiểu nạt nộ như vậy đó. Mày thằng ba mày ha nạt nộ nghe. Cái ông chú ba cũng hơi giật mình, ông rợ người hết trơn rồi. Ông nói là người ta là không thể nào nhanh như vậy được, tại vì mới vừa giật cái áo ông xong rồi còn cái dù cái là cách mấy chục thước, đứng ở đó nạt độ. Chú ba ông mới đi vô trong, ông không gan lắm, ông mới đi vô trong trại. Ông đi vô trong trại thì ông ngồi ông suy nghĩ hoài à. Ông dòm ra thì ông thấy ông còn đứng ở đó đó. Cái đứng một hồi cứ dòm mà trong miệng phát ra cái tiếng gì đó, lúc đó là hết nghe rồi, không có nghe rõ là cái tiếng nó nói chuyện như làm sao. Cái chú ba ông mới nghi là ma, ông mới suy nghĩ trong đầu, ông nói đó giờ chỗ này đâu có ma đâu, mà sao bữa nay có ma nó nhắc mình, bây giờ ở đây thì có mình nè, tía mình thì chưa có đi chợ lại đây, bây giờ mình làm sao. Ông suy nghĩ một hồi cái nó sợ các bạn, nói gì nói gan cỡ nào gan mà cứ đứng ở ngoài đó dòm vô hoài. Dòm tới đâu là ông quay mặt là ông dòm một cái là ông rợn tâm cái tới đó. Có điều là ông không thấy rõ hình dáng cái mặt mày nha. Chú ba ông ơi thủ cái cây. Ông thủ cái cây như vậy là cái cây trong cái chài của ông á, cũng đỡ 1m1m2 gì đó. Mà cái cây này thường thường ông cầm ông giữ để mà ông đuổi mấy con chó đâu đó. Nó vô nó phá mấy cái chỗ làm của ông, hay vô chạy này nọ rồi nó cắn xé mấy cái vách nhà. Thì ông cầm ông đuổi thôi. Ông mới lấy cái cây đó ra. Ông lấy cái cây đó ra thì kiểu là ông làm liều luôn đó. Ông bước ra cho trước nhà ông đứng. Ông mới chỉ cái cây là đó đó, nói bây giờ mày ngon á, mày nhát tao thì mày lỡ đây mày nhát nè, mày đứng trước mặt tao mày nhát nè. Ông nói xong ông mới thủ.
Ông đứng ở đó thì ông thấy cái bóng nó làm như là không có dám tới nha. Ông mới nghĩ là nó sợ. Ông mới làm nữa, ông nói nữa, ông nói: "Mày nhát tao, bây giờ mày không dám là gần tao thì mày đi chỗ khác đi, mày đừng có nhát tao nữa. Còn muốn nhát á là gần đây tao đâu có sợ mày đâu." Mới dứt tiếng nói thôi các bạn, bà chạy một cái dù, bà đứng trước mặt của ông chú ba, cách ổng chừng 2 cái sải tay à, nhưng mà cái cây của ổng thì dối không có tới nha. Đứng ra một cục thủ lù vậy đó, thì ổng mới giờ mà ổng thấy là bà Hai, mà cái mặt của bà bây giờ là bà ghì xuống, mà ghim cái mặt vô, bây giờ cái mặt nó lạnh băng à, cũng giống như cái mặt bà còn sống vậy đó chứ không có khác. Có điều thì cái mặt trong đêm mà biết bà chết rồi rồi bà còn sụ cái mặt xuống, bây giờ mà mới nghiến răng đó. Ông chú ba là cầm cái cây là quất không nổi, cầm cái cây mà giống như là dở lên không nổi để mà quất bả đó, mới chạy, bỏ chạy vô trong trại á, chạy thẳng vô trong trại chứ đâu biết chạy đâu. Ông chạy thẳng vô trong trại là ông mới lấy cánh cửa đó, ông gịch lại rồi ông cuột lại, ông mới nhảy lên phía trong cái võng là cái giường ngủ, cái đó là cái mùng nữa đó, ông mới nhảy vô bên trong, ông lấy mền ông chùm kín mít. Ở ngoài đây á là bà đi qua đi lại, lâu lâu cái bà lấy cái tay hay là cái gì đó không biết thì bà đập vô trong cái vách á, bà đập bịch 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 vậy đó. "Mày hả ba, mày nói chuyện với con dâu của tao hả, mày nói chuyện với nó hả?" Cái giọng là cứ du dương như vậy, mà mỗi lần bà đi xung quanh bà ngừng lại một cái là bà nói, đi thì nghe tiếng của bà đi, mà tới khi mà bà ngừng lại là bà nói câu đó, bà la. Cái chú ba ông quá sợ rồi, ông cứ không có dám, bây giờ bà làm gì bà làm, tôi nằm ở trong đây là tôi rút trong cái mền là cỡ nào cũng không có ra hết trơn. Một hồi các bạn, bà đi vô luôn, cứ tưởng là bà đi ở ngoài không, mà ai ngờ đâu á chú ba ông chùm như vậy thì bà đi vô. Bà đi vô cái bà cười, bà nói: "Mày ơi, mày tưởng tao vô không được hả?" Bà nói xong thì cái lúc này bà đi vô trong trại rồi, bà đi vô, bà bước vô trong trại rồi đó. Ông chú ba ông nói nghe trời đất ơi, trong cuộc đời của ông là chưa bao giờ mà ông sợ đến vậy. Ông nằm ông cà rung ở trong mền vậy nè, mà bà đứng bà thổi cái gió các bạn, bà đứng gần cái mùng á, bà đứng ngay chỗ đó luôn, bà thổi gió vô, bà thổi vô phì 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 vậy đó. Một hồi thì cười, một hồi thì nạt, nhưng mà lúc này thì quá sợ rồi, không có nghe rõ là bà nạt hay bà nói gì, hồi nãy nói còn nghe chứ còn bây giờ là hết biết rồi. Một hồi sau á, cũng lâu nghe, cũng lâu, là 5-10 phút như vậy đó, bà đứng đó lúc 5-10 phút đó, thì bà mới im. Rồi cảm giác là bà đi ra, chứ lúc đó không có thấy, cảm giác là bà đi ra bên ngoài. Làm chú ba ông chịu từ giờ đó luôn, ông chịu tới khi mà ông hai ông đi về á, ông hai ông đi về, ông đi ra cái tới cái cửa chạy đó, ông mới kêu là: "Thằng ba ơi, thằng ba, mày làm gì mày cột chạy lại vậy, tao hù tao thui sao tao thấy đường mà tao mở." Nghe được cái giọng của ông hai á, chú ba mới dám bước xuống rồi đi ra mở cửa rồi lôi ông hai vô cởi lại. Lúc đó thì cũng khuya rồi, hai cha con cũng sắp tới cái giờ mà đi dở lờ dở lợp rồi đó, mà sợ luôn. Ông hai ông biết, ông cái ông này ông biết rõ ràng là con mình không bao giờ nói dốc, mà nó bản tính nó lại gan nữa, mà bây giờ mà nó kể ra cái chuyện này là chắc chắn 100% là có. Mà cái việc á bà hai bà về bà nhát á, không phải là tới bây giờ ông mới nghe con ông kể đâu, ông đã nghe hàng xóm người ta nói rồi. Có người người ta nói là đi á, đi ngang nhà đó thấy bà đứng trên cái nóc nhà đó, bà đứng bây giờ và bà cười. Cũng có người nói là giấc giữa trưa đó nghe, là đi qua ngang nhà thấy bà đứng ngoài sau bếp á, bà kêu tên, quay mặt lại bà cho thấy cái mặt, xong cái là người ta sợ người ta chạy. Nhưng mà chưa có cái lần nào á, mà nhát con của ông mà lớn như cái lần này. Ông này ông mới nói á, thôi bây giờ vậy tao với mày cũng đừng có đi nữa. Nếu mà mày cởi là nghe nói chuyện con dâu á, thì cái tính bà này hồi lần bây giờ bà khó. Con dâu của bà chứ bước ra khỏi nhà cũng phải xin phép, đi chợ mua đồ cũng phải xin phép, mà về cũng phải về đúng giờ.
nó mà nói chuyện với ai á, bà hay được, bà chửi có nước mà con nhỏ khóc lên khóc xuống luôn. Thì bây giờ bà chết hồi nãy chắc là mày đi ra đi sau mày nói chuyện với con dâu, mà thật sự y gian vậy các bạn. Hai cha con mới bỏ luôn cái việc đặt lời để sáng mới thăm, tới đâu thì tới. Sáng sớm bữa sau á, là mới đi về thì đi gặp cái ông chồng nè, ông ở trong nhà ông đi ra nè, rồi ông đi trước còn cái bà vợ thì đi sau. Cái ông chú này ông hỏi á, ông nói là ơi thằng hai bay đi đâu sớm vậy. Ông chú này hồi tối là giúp mình, giúp gia đình mình đi kiếm mình về đang lo cho vợ đó. Cái người chồng thấy như vậy á là mới nói thật chứ không có giấu. Chú ơi, con dẫn vợ con đi về bên vợ con. Cái ông mới hỏi, ông nói ủa sao mà dẫn vợ mày về nhà vợ mày, về bên vợ làm chi, ở đây không sống. Cái anh chồng mới nói á, hồi đêm hôm á má con về bà nhát, mà vợ con mang bầu mang thai vậy, bà nhát cái kiểu này có ngày vợ con nó xỉu rồi nó nguy hiểm nữa. Hồi tối đêm hôm á nghe, là con thấy trong giấc mơ á, má con bà về, bà nói á, là bà nhát con của chú, là nhát anh ba nè. Tại vì anh ba nói chuyện với vợ con biết chú anh ba nè, với lại chú là không có ý gì về xấu với gia đình con hết, rất là thương gia đình con. Nhưng mà má con là tính tình lúc bà còn sống bà như vậy đó, bây giờ bà như vậy đó, bà về báo mộng cho con biết vậy là con sợ quá, con không dám để vợ con ở đây. Nói tới đây á thì hai cha con cái ông chú này cũng lạnh người chân các bạn, không dám dòm ở trong nhà luôn. Bà nhát xong rồi bà còn về bà nói với con trai của bà là tối hôm tao nhát nó tại nó nói chuyện với vợ mày. Cái ông chú này ông nói thôi bây giờ nếu mà mày đi như vậy đó, rồi ở đây ai thờ cúng chị hai. Cái người chồng mới nói giờ con cũng không biết làm sao nữa, thôi bây giờ con đưa vợ con về bển, con gửi cho ba má vợ con á chăm sóc, rồi cho vợ con sanh xong rồi con về, rồi có gì con thắp cúng kiến cho má con sau. Cái lúc đó nói mới xong câu đó, ông chú ba thì bản thân ông đã sợ rồi, cho nên là ông hay dòm ở trong nhà, mặc dù ông sợ đó nhưng mà ông vẫn dòm. Cái tâm lý của cái người sợ người ta ưa vậy. Ông dòm vô ông thấy bà hai bà đứng trong á, bà đứng trong bà dòm ra đứng cục thù lù vậy, không nói năng, không bỏ, tỏ thái độ, chứ mà ông thấy là ông quá sợ rồi. Ông mới nắm tay ông cha của ạ tía ông á, về tía ơi. Cái ông này thì ông tốt mà ông thương hai vợ chồng nữa. Cái ông mới nói á, đợi đi, để bà tía nói chuyện một hai tiếng rồi tía về, mày về trước đi. Thì ông chú ba này ông lật đật ông đi rất là nhanh nha. Ông chú mới lại mới nói, tao nói với mày vậy, mày đưa vợ mày về đi, rồi mày về á thì mày đừng có về nhà mày, mày ghé nhà chú dẫn mày qua thầy Năm, nhờ thầy Năm ổng coi giùm. Vốn dĩ thì cái người chồng này cũng biết là ông thầy Năm tướng số, nhưng mà đó giờ biết theo kiểu là ông coi bói, bói chuyện này chuyện kia, chứ đâu có hời biết là ông thầy tướng số này chụp vong chụp gì đâu. Nhưng mà nói tới cái việc mà chụp vong này nọ, cái người chồng sợ là ông thầy Năm đó ông tới bắt mẹ mình hay gì đó. Cái người chồng mới nói, dạ chú thương thì con cảm ơn, nhưng mà kêu thầy Năm tới, lỡ thầy Năm bắt mẹ con sao. Trời đất ơi, thầy Năm có biết bắt ma bắt quỷ gì đâu bắt mẹ mày. Nhưng mà thầy Năm nói chuyện được với mẹ mày, nhờ thầy Năm qua. Thầy Năm tốt, ông không có ăn tiền bạc gì mày đâu, không ai rành ông bằng tao hết trơn á. Mày nghe lời tao đi, mày đi đi, giải quyết vậy cho nó xong, chứ không lẽ mày định về bên vợ rồi sống luôn bên vợ không về đây hay sao. Người chồng thấy vậy mới nghe theo. Thì bữa đó mới đưa người vợ đi về bên cho nhờ cha mẹ vợ nuôi giùm. Người chồng mới trở lại và đi qua cái nhà của cái ông chú này. Cái ông chú này ông mới dẫn ngược qua cái chỗ ông Năm, là lúc mà đi qua đó là khoảng cái giờ chiều. Đi qua thì ông Năm á, ông kêu khoan hả kể, tại vì ổng với ông chú này rất là thân nha. Mình kêu ông chú này là ông chú hai đi ha. Cái ông hai này nè thì ổng rất là thân với lại ông Năm, hai bên nói chuyện nhau hà rầm, uống trà hà rầm mà.
ông mới dắt cái người chồng qua nói chuyện với lại thầy Năm. Mà cái lúc mà mới vừa cởi á, cởi sơ sơ cái thầy Năm ông nói thôi 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 thôi, tôi biết chút ít rồi, cởi gì á thì vô nhà cởi chứ ai mà đứng ngoài cởi như vậy. Ông thầy Năm ông nói như vậy nghe, chứ không phải là tự dưng ông muốn vậy đâu, tại vì ông thấy bà Hai á, bà đi theo, bà đi theo mà kêu bằng bà đứng á, là bà đứng ở dưới cái cây ở ngoài nhà của ông thầy Năm á, ở ngoài đó có cái cây đó thì không nhớ rõ là cây gì, nhưng mà tán lá của nó rộng lắm, bà đứng dưới đó bà dòm. Cái thầy Năm ông biết, ông mới nói vậy, ông nói vào vô trong hết trơn nha, cái lâu lâu ông liếc vào ông dòm, ông vẫn thấy đứng ngoài đó. Cái ông mới nói nhỏ nhỏ, ông nói biết sao kêu vô không, nói với lại chú Hai với cháu để biết nha, là má của cháu á, chị Hai á, chị đi theo, chị đứng ở ngoài cái cây kìa, mà cháu dòm cháu không thấy đâu. Cái lúc này thì ông thầy Năm ông mới cho cởi hết trơn, xong xuôi đầu đuôi câu chuyện sao cởi hết. Ông thầy Năm ông mới nói tôi á thì tôi không có biết bắt ma, cũng không có biết làm cách nào với lại chị Hai, nhưng mà chắc tôi nói chuyện với chị được. Bây giờ á thì anh Hai nè, với cháu ở đây đi, cũng xế chiều rồi, ăn với tôi một bữa cơm. Xong xuôi đâu đó rồi tối nay tôi đi vô tôi nói chuyện với chị coi sao. Ông Năm ông nói vậy xong cái ông mới đi ra ngoài một mình. Ông đi ra đúng cái chỗ cái cây đó, ông mới nói gì đó. Thì ông nói đâu mấy tiếng à, cái ông đi vô. Hỏi ông gì cũng không có nói. Tới tối đó. Tối đó cái ông Năm nói bây giờ ông đi vô mình nè. Ông mới đi vô trong nhà. Ông đi vô trong nhà rồi ông ở trong nhà của cái người chồng. Ông ở đâu cũng tới 9 giờ mấy, 10 giờ đêm á. Thì ông mới đi ra. Ông đi ra, ông đi mới chở giờ rồi ông mới kể các bạn. Ông kể là ông nói chuyện với lại bà Hai á, là bà Hai nói á, là chồng, cái người chồng á, đi làm tối ngày à, để vợ ở nhà mình ên vậy đó, rồi lỡ con vợ nó sanh lòng, rồi nó không chung thủy này nọ, rồi nó kiếm trai này nọ. Bởi vậy là bà mới nói là bà ở nhà bà giữ. Ai nói chuyện với con dâu là bà đi theo bà nhát. Bà dặn mà giờ bà nhát con dâu luôn. Rồi bà cũng nói là tôi nhát nó vậy đó, nhưng mà tôi đâu có hại nó đâu, tôi phù hộ vợ chồng nó không à. Ông Năm á, ông thầy Năm ông mới cởi, ông mới nói là trời đất ơi, chị làm như vậy là không có được. Chị làm như vậy là con dâu của chị nè, nó mang thai cháu chị. Rồi chị làm nó sợ quá, rồi nó xỉu, rồi nó té, nó chết. Rồi cờ cháu chị nó cũng chết. Mang bầu mang bì như vậy mà ai mà làm chuyện gì không nên đâu. Thôi chị đừng có làm vậy nữa. Có nghĩa là ông nói rất là nhiều, nhưng mà nói cuối cùng bà Hai bà chịu. Bà Hai bà nói thôi vậy đây, tớ tôi không nhát tụi nó nữa, mà tôi ở ngoài đó tôi buồn, khi dòm tụi nó cho đỡ buồn. Thầy Năm ông cắt nghĩa, thì cái cách cắt nghĩa của ổng để cho bà Hai á, được yên tâm mà ra đi. Thì lúc đó bà Hai cũng hứa bà ra đi. Nếu mà chỉ có như vậy không á, thì sẽ không chứng minh được ông thầy Năm tướng số này ổng giỏi và cái sự việc nó thật sự như vậy. Thầy Năm ổng mới kể, ổng mới hỏi bà Hai là bình thường những cái chuyện trong nhà khi mà bà Hai còn sống á, là chỉ gia đình nó biết thôi, ở ngoài là không ai biết hết. Thầy Năm giờ ổng nói chuyện với lại người chồng, ổng nói trúng phốc hồi đó làm sao làm sao, cái lúc đó đi vô đi ra làm sao là trong nhà biết thôi. Những cái việc mà bệnh hoạn của bà Hai này nọ là ông nói rành mạch ra luôn, tại vì đâu ai kể cho thầy Năm nghe cái việc đó, mà thầy Năm nói ra được mà nói chính xác nữa thì anh chồng này anh chắc chắn như vậy rồi. Cái thầy Năm ông cũng về ông làm mâm cơm, ông đi về nhà của ông người chồng ông làm mâm cơm ông cúng. Đợi khi mà cái người vợ sinh đẻ này nọ xong, ông kêu ở bển đi cho mẹ ruột nuôi, chứ bây đàn ông con trai đâu có rành về cái việc sinh đẻ. Xong rồi đó, đẻ sinh mà khỏe rồi về, bà Hai bà đâu còn đây đâu, bà đi rồi. Thật sự các bạn, từ khi mà về rồi là bà Hai bà không hơi về, bà nhát không có làm gì nữa chứ không thấy bà luôn. Thì đó là một chuyện. Tiếp theo là cái chuyện của hai cha con. Hai cha con cái nhà này thì ở cách nhà của
ông thầy Năm độ chừng một cây số. Thay vì là nhà thầy Năm đi qua bên phải thì đi hơn nửa cây số, gần cây số rồi tới nhà của cái người chồng người vợ mà mang thai á, bà Hai bà Nhát đó. Còn này mình quẹo trái đi cỡ một cây số có cái nhà đó. Cái nhà đó thì hai cha con ở với nhau. Cái người vợ á, thì do một lần bệnh hoạn mất sớm, là lúc đó cái người con của cái ông chú này, ông chú này chắc bảo kêu là ông chú Hai đi cho dễ kể ha. Ông chú Hai này cũng có đứa con mà vợ mất sớm rồi. Ông lúc đó là cũng cỡ là 40 tuổi, ông có vợ trễ. Cái đứa con ông khoảng 10 tuổi đứa con trai. Hai cha con thì cứ nương tựa nhau sống, rồi đi làm những công việc trong đồng trong áng đó. Bữa đó thì cũng đi làm vòng vòng, làm việc này việc kia rồi ở không. Hai cha con mới lấy cái xuống đi đào, đi bắt con này con kia, chuột rắn vậy đó. Bắt xong rồi về. Mà lúc đó về thì cũng chạng vạng tối rồi. Cái hai cha con mắc đi tiểu đi, là đi tiểu. Nhưng mà cái lúc tiểu các bạn, là tiểu lên một cái dông nó ngủ ở chỗ đó. Hai cha con tiểu vô cái bụi rậm mà không biết là cái dông ở trong đó nó có. Tiểu vô xong rồi thì hai cha con đi về cũng chuyện bình thường Mà tối đêm đó đó thì cái đứa con nó cứ khóc hoài. Nó nói là tế ơi, sao mà ai kêu con hoài con không ra mà cứ kêu con hoài mà nhợp cái mặt thấy ghê lắm, cái mặt xanh lè tía. Người cha thì không có biết, tưởng là con mình nó là mơ. Chỉ cái đêm đó thấy như vậy thôi thì cứ dỗ dành nó để cho nó không phải nghe thấy những cái chuyện mà ghê rợn gì đó, giờ nó không có nằm mơ. Trải qua được đâu 3 ngày như vậy, tới cái ngày thứ tư á thì hai cha con cũng ở trong nhà ăn cơm ăn nước với nhau như vậy nè. Mà cái đứa con này nó giỏi lắm, mỗi lần mà ăn cơm xong thì nó dành giữa chén. Ông chú Hai ông mới đợi cho con ở giữa, con ông giữa phía sau bếp á, còn ông thì ông ngồi ở ngoài trước. Ông ngồi chơi như vậy. Nó sao lâu quá mà sao cái đứa con mình nó chưa ra. Thì ông mới kêu lớn lên, ông kêu con ơi, con giữa chén xong chưa mà con ở dưới hoài vậy. Kêu 2-3 tiếng thì cái đứa nhỏ nó không có trả lời. Bình thường kêu tiếng nào nó dạ tiếng nấy, mà bữa nay nó im du. Chú Hai ông thấy vậy mới đi xuống. Ông đi xuống, ông đi ra, ông kiếm vòng, ông không thấy đi. Ông cũng quá sợ rồi. Con mình là không khi nào ban đêm ban hôm mà đi ra khỏi nhà. Còn bây giờ cho tự nhiên mà đi ra nó mất tiêu. Ông mới chạy ra ngoài hè ông kiếm. Thì ông chạy ra tới ngoài hè nghe. Thì ông thấy đứa con của ông á, là nó đang đi. Mà cái tay của nó là theo kiểu nó để như vậy nè, giống như là nó đang cầm cái tay của một người nào đó đang dắt nó đi vậy đó. Mà dòm thì không có thấy. Ông mới la lên, con ơi con làm gì vậy, con đi đâu vậy? Cái đứa con nó quay mặt lại, nó nhìn ông mới nói tỉnh bơ nó nói con theo ông này dẫn con đi ăn nhiều đồ ngon lắm. Trời ông nào đó con. Thì vừa nói là chạy cũng tới cái chỗ rồi. Cái đứa nhỏ nó quay lên nó ông đi vô ngoài kia, ông đi lên cây rồi kìa. Nhìn theo cái hướng chỉ tay có thấy gì đâu. Mà hồi đó thì ma nó cũng nhiều. Cái chú Hai này ông biết rồi. Ông biết là con ông bị ma nó dắt. Ông ơi sốc lên ông bồng. Ông bồng ông đi vô nhà, ông càng đi nó càng khóc. Nó nói là sao không cho nó ở lại rồi đi ăn đồ ngon với lại cái ông kia mà lại đem nó vô trong nhà. Vô trong nhà rồi dỗ dành nó, đem cái này cái kia rồi ra cho nó ăn. Cái nó hồi cái nó nín, nó không khóc nữa. Tối đêm đó ông nằm ông ngủ ông dữ. Ông ngủ thiêu thiêu là cái tay ông lúc nào cũng chụp vô cái tay con ông cho nằm sát vách á. Cứ lâu lâu á thì cái đứa con nó bật dậy nói ba con không cho đi. Mà cái người cha giật mình thức dậy cái lần đó là nghe con mình nói vậy là sợ rồi, không dám ngủ. Thức cơ bằng tới sáng là canh luôn, là cứ lâu lâu á thì nó lại ngồi dậy mà đòi đi ra ngoài. Cho tới sáng ngày hôm sau, chú Hai này chú nghĩ trong đầu hoài, chú nói trời ơi sao mà có cái chuyện kỳ vậy vậy. Mà nếu như là vợ mình mà về thăm con á thì cái đứa con mình nó nói là mà đi thăm mẹ, chứ làm gì mà nói ông nào. Mình ở đây là làm gì có cái ông nào. Còn nói về vong hồn mà nhát ở xóm này á,
Thì từ cái hồi mà bà hai bà nhát thì đâu còn ai nhát nữa đâu. Mà bà hai bà là bà, còn đứa con thì nó nói là ông. Mà ông nào trời. Cứ suy nghĩ hoài cái đem gia cúng à, đem đồ gia cúng kiến như vậy thì cũng yên ổn đâu một tháng mấy trời á. Là cái số hai cha con này cái kiểu là cũng còn mai phước nha các bạn. Cho nên nó là mới gặp là ông thầy năm. Chứ lúc đó người về cha, ông chú hai em cứ nghĩ là rồi mình cúng kiến rồi thì chắc là mọi chuyện nó suôn sẻ, không xảy ra việc gì. Thì bữa đó đó hai cha con đi qua bên cái khúc nhà của ông thầy năm á. Ở bên đó là người ta mướn hai cha con bẻ dừa. Mà cái cây dừa này á là cái kiểu nó nghiêng, nó gần ở mé sông và nó nghiêng hơi ra mé sông, cho nên là hái trái nó thì cái người cha không có dám leo. Thường thường á dừa là ông leo. Đi đâu cũng dẫn con theo, cho nên làm cũng dẫn con theo. Mà dừa này thì nó hơi nghiêng, nó ngã theo cái hướng mé sông thì mình nhiều khi leo lên cái sức nặng á nó làm lỡ đất, nhiều khi nó sập cái dừa xuống. Mà ở dưới á toàn là những cây cọc. Cây cọc mà hồi đó người ta đóng chỗ này là bình thường, mấy cái hồi xưa là mấy cái chỗ nào mà nó hay lỡ đất á là bà con người ta hay đóng cọc. À, để chịu lại, nhưng mà chỗ cây dừa này giống như kiểu mà chịu không nổi, hái cái đợt dừa này không chừng là cái dừa này muốn đổ như nào nó đổ. Cái người về chú hai ông không có dám leo. Ông mới đi tìm một cái cây, ông giấu một cây tre, ông làm cái móc để mà ông móc. Thì cái chỗ mà ông đứng để có thể móc được cái buồng dừa đó nha, nó đứng ngoài cái mép. Phải cẩn thận chứ nếu mà không cẩn thận là té xuống dưới. Mà cái vực chỗ này lúc này nước đang ròng nữa, nó rất là cao. Mà ở dưới là bực rồi kêu bằng miễn chai, miễn sành rồi từ đầy dẫy chân á. Cái chú hai ông cứ lo mọ mọ ông bẻ dừa. Còn cái đứa nhỏ đó thì ông kêu đứng xa ra. Mà không biết làm sao quá, cái lúc mà ông gịch gịch đó thì ông thấy cái đứa con ông đi gần gần đứng kế bên ổng, ông mới la ông nói con bẻ dừa mà con đứng đây gì, con đứng xích đằng kia à, cho cha dở giật chứ không thôi cha giật cái móc nè nó trúng con đó. Cái đứa con nó mới đi xích xích ở đằng kia, nhưng mà nó cũng đứng theo kiểu mà xéo xéo á, cách ổng chừng 3 thước. Thì ông nghĩ chỗ này là không có cửa nào mà trái dừa mà nó vớt qua con mình hết trơn á, thôi nó muốn đứng đâu cho nó đứng. Mà bữa đó là chạng vạng tối nha các bạn. Ông thầy năm á, ông vô tình ông đang đi chơi ở đâu đó ở gần xóm gì chòm gì đó, ông đi về. Cái lúc mà ông đi về thì ông dòm ra ông thấy hai cha con đang bẻ dừa. Cái ông mới thấy á là ở phía sau có cái dòng người đàn ông, cái dòng này cũng lớn tuổi cỡ bằng tuổi ông á, là cái kiểu là đứng sau lưng của ông chú hai lúc mà ông vô gió lồng bẻ dừa nè, đứng sau lưng theo kiểu mà nhóm người định xô á, định xô cho ông chú hai ông té xuống dưới á. Ông thấy là ông giật mình rồi, ông mới quay ngang ông kêu, ông nói ơi chú ơi, ông kêu như vậy. Cái chú hai ông hơi ông nghe kêu đó, ông tưởng là ông chủ dừa ông kêu, thì ông mới dừng lại, mới quay mặt qua ông dòm. Quay mặt qua dòm thì ông thấy thầy năm, ông mới nói ủa chuyện gì vậy bác năm, vô đây vô đây vô đây tôi nói cái này nghe liền. Con đang bẻ dừa chút xíu nữa xong, sợ chút xíu nữa tối là con bẻ không được bác Năm ơi, bác Năm thông cảm. Đã nói rồi vô đây, tôi kêu vô đây thì vô đi, tôi nói chuyện này cho nghe nè, gấp dữ lắm. Cái chú hai này ông định là nói nữa để mà từ chối, thì ông thầy tướng số thầy Năm ông nói nữa. Ông nói bây giờ chú không nể tôi hay sao, tôi lớn tuổi mà tôi kêu chú vô chú không vô, chú vô tôi nói chú nghe, tôi nói chuyện này là cũng quan trọng lắm nghe. Mà ông làm theo kiểu là bình thường chứ không phải là nạt nộ này nọ nghe. Cái ông chú hai ông thấy vậy cũng kỳ, thì ông mới dựa cái cây, ông dựa cái cây sào và để giật dừa đó, ông dựa vô cây dừa. Ông mới đi lại, ông đi lại thì cái đứa con cũng đi theo, hai cha con đi theo. Đi ra tới ngoài đây cái ông không nói. Hỏi ông gì nó ủa gì vậy bác Năm, không nói. Ông mới nắm cái tay của cái chú hai, ông mới lôi vô trong nhà, ông nói đi vô đây liền. Mà từ đó vô tới nhà ổng là cũng cách là cũng cả 100 thước á, ổng lôi hoài, hỏi nào cái nào không có nói chứ ông nắm lôi vô hoài, ổng lôi vô tới trong nhà xong rồi á ổng mới nói hai cha con ngồi đó đi, giờ tôi nói cho nghe. Chú hai với con á, thì không biết cái nguyên nhân gì ngơ ngác ngồi đó. Cái vợ của ông thầy Năm á đi ra thì cũng chào xong rồi, cái ông thầy Năm ổng nói á bà ra sao á, bà lấy cho tôi mấy cái nhánh dâu, rồi bà lấy mấy cái lá đó bà dò,
để nước rồi đem lên đây. Ông nói vậy xong cái ông mới đi ra ngoài, ông đứng ông dòm, ông khoanh, ông ngoái cái tay ông dòm về cái phía mà ở cái con đường đi á, theo kiểu mà ở chính giữa cái đoạn đường từ cây dừa tới nhà của ông thầy Năm á. Đó, thì ông đứng đó ông dòm hoài, ông dòm hoài á. Cái ông mới đi ra, ông đi ra ông xù xì cái gì đó, hồi ông đi vô. Ông đi vô á thì ông mới nói với lại chú hai với con á, thì ông nói bây giờ á chú uống với nhỏ nè, uống cái nước dâu đó đi. Uống xong rồi đó cho đứa nhỏ đi ngủ đi, đêm nay là ở lại đây chứ không được về nhà. Chú hai nói ủa sao vậy bác Năm, con hái dừa cho người ta mà con chưa hái xong mà người ta la con chết rồi, bây giờ mà sao bác Năm lại kêu con ở đây mà không cho con về nhà. Đừng có cãi tôi, cái người mà kêu chú hái dừa đó, một lát nữa tôi kêu vợ tôi qua bển nói chuyện, người ta không có la lối về chú đâu. Còn bây giờ thì chú ngồi ở đây đi, để cho đứa nhỏ nó ngủ xong rồi tôi nói chú nghe này. Cái chú hai ông cứ ngồi đó, ông lo lắng hoài. Thầy Năm thì chút xíu ông đi ra ngoài, ông đứng ngay cái vị trí nãy á. Ông đứng chút, ông nói gì đó không biết, ông đi vô, mà có mình anh ổng à. Thì đó giờ thì cũng cách con cái số à, cũng biết là ông thầy tướng số Năm này á, là ông nói chuyện tâm linh này nọ. Nhưng mà không có biết được là không có chưa từng nghe nói là ông bắt ma bắt quỷ gì mà sao bữa nay ông làm những cái hành động nó lạ lùng quá. Thầy Năm thì không phải như những ông thầy khác, đâu có phải mà gạt lừa bà con để kiếm miếng cơm nuôi miệng đâu. Chú hai ông cứ ngồi ông suy nghĩ ông lo hoài. Cái đứa con đi ngủ rồi hết trơn á mà ông chưa nói nữa nha. Ông kêu bà Năm rồi đi qua bên bển nói chuyện với lại cái người chủ dừa xong rồi về nhà bà dọn cơm này nọ ra ăn, không nói thế nào hết trơn á. Ăn uống xong xuôi hết trơn á, cái thầy Năm ông mới hỏi bây giờ chú thấy trong người sao, khỏe chưa. Chú hai lúc này ông mới nhớ là cái sức khỏe của ông là cái lúc mà từ cái bữa đó đó, ông đâu có biết đâu, thật ra từ bữa đó tới bữa nay sức khỏe ông yếu, nhưng mà ông nghĩ là do làm nhiều nó vậy thôi. Mà sau hồi nãy cũng mệt mà giờ đây uống cái nước dâu của ông thầy Năm ông cho cái thấy khỏe lại, mà nãy thì lo lắng quá không để ý, bây giờ nghe thầy Năm hỏi cái kiểm là cái sức khỏe của mình á, cái mới thấy như vậy. Đó thì nói xong xuôi hết trơn, cái em thầy Năm nói hồi nãy tôi nói chú nghe, ban đầu tôi không biết sao mà cái dông đó nó muốn xô chú, chứ tôi mà không may mắn tôi đi ngang á nha là nó xô chú xuống dưới cái bậc cẩm đó rồi. Mà cái kiểu này tôi thấy là nó không phải nó xô mình trên chú đâu, nó xô con chú luôn á. Chú hai em nói trời ơi gì ghê vậy, vậy bác Năm, con làm gì đâu mà dông xô con. Ban đầu tôi cũng không biết, nhưng mà nãy giờ tôi nói chuyện với nó là tôi biết rồi, phải là bữa đó ông nói chính xác là cái bữa mà hai cha con đi làm giờ đi ngang chỗ nào á nghe, là ông nói ngay chính xác ngay chỗ đó luôn. Hai cha con có quay vô cái bụi rậm rồi đáy đó không, chỗ đó vắng tanh vắng teo, mà hai cha con đi đáy xong mà giờ bình thường đâu có khi nào mà nói gì đâu. Đâu ai mà chuyện mà hai cha con mình đi ra hè mình đáy xong mình vô mình nói với người ta, đâu có. Mà ông thầy Năm này không biết, ông nói nè bữa đó đó là đái vô cái chỗ á, cái dòng người ta ở đó đái không xin phép, đái lên đầu lên cổ người ta. Nhưng mà dẫu sao chuyện đó nó cũng vô tình thôi, có điều cái dòng mà dòng hồn họ không có được như người sống mình làm cái chuyện đó, cho nên là họ dặn họ theo, họ bám theo, họ hại chú đó. Nãy giờ tôi cũng nói chuyện với nó dữ lắm rồi, thì thôi bây giờ đợi khuya khuya nữa đi, giờ kêu cái đứa nhỏ nó thức dậy cho cái dòng nó nhập lên, rồi nó nói một lần rồi tôi xin nó, rồi chú xin nó này nọ, chứ không thôi là nó theo chú hoài. Tôi thì tôi không có biết bùa phép gì, cũng không có cho chú đeo bùa đeo ngải gì được cả, không có phải may mắn mà gặp hoài để mà kêu chú, cho nên là chỉ có cách đó thôi, chú chịu hay không. Chú hai ông ngồi suy nghĩ hoài, các bạn ơi cũng lo quá, thà là không biết chứ còn biết rồi, biết rằng mấy bữa nay là cái dông này theo mình. Mà ông thầy Năm cũng kể luôn là cái đêm đó là con của chú hai bị dắt là cũng cái dông đó, nếu mà ông chú hai không ra kịp là dắt đi luôn rồi. Mấy chuyện đó thì ông chú hai đâu có kể đâu mà thầy Năm này không biết, ông nói quá chính xác rồi. Cái ông này ông chú hai không sợ, ông nói thôi bây giờ thầy Năm tính sao á con nghe theo vậy, chứ trời đất ơi con cha con á, vợ thì mất, giờ con còn có mình nó à.
À, lỡ nó có gì chắc con chết quá, thầy Năm ơi, thầy Năm giúp giúp con. Không sao đâu, nó chịu nói chuyện là được à. Tối đêm đó nhập vô các bạn, khuya đó cho nhập vô, nhập vô cái đứa nhỏ. Tại vì cái số của cái ông chú Hai á, thì cái vong nó chưa hại được đâu, nó chỉ thừa cái lúc mà chú Hai yếu này nọ nè, trong người không có được khỏe đó, thì nó xô hay nó làm cái hành động giống như hồi nãy giờ mà ông thầy Năm ông nói đó. Còn lúc mà ông chú Hai này ông khỏe thì cái vong nó làm được, nhưng mà nó lại hợp với lại con của ông chú Hai, cái đứa nhỏ 10 tuổi. Thì nó nhập vô rồi á, nó chỉ mặt ông chú Hai, nó mày á, tao tao đáng tuổi ông cố ông cồ mày á, tao ở đó biết bao nhiêu năm rồi mà mày đái lên đầu lên cổ tao, hai cha con mày đái lên đầu lên cổ tao, tao phải theo, tao theo tao bắt hai cha con mày, tao bắt hai cha con mày mới được. Tao chưa bắt được mày, tao bắt thằng con mày trước. Thầy Năm ổng ra ổng năn nỉ, ổng năn nỉ ổng nói dữ lắm, rồi ông chú Hai cũng nói kêu bằng nói cũng hết lời luôn, nói tiếng mấy hai tiếng đồng hồ các bạn, năn nỉ dữ lắm. Rồi ông thầy Năm ổng còn đi vô trong nhà, ổng kêu vợ rồi bắt gà này nọ luộc đem ra cho ăn, ngồi ăn ngấu nghiến vậy đó. Mà ăn xong rồi lúc mà xuất ra đó là chút xíu là cái đứa con ói ra chưa. Ăn xong rồi chớ nghe ông chịu, rồi ông thầy Năm hứa ông cúng. Tới khi mà thầy Năm ông hứa ông cúng mà ông phải húng ông cúng ở ngoài ngay cái chỗ đó đó các bạn. Ông ra ông dẹt cỏ ông mằng là ông không cho ông chú Hai đi theo, ông nói mày đi theo không được. Mày đi theo nó dặn nó gặp mày nó dặn giờ nó đổi ý nữa. Để tao là kêu bằng 10 ngày liên tiếp á, là đêm nào thầy Năm cũng đi ra ngoài đó cúng á. Cỡ đó nó mới chịu bỏ đó, chứ mấy là nó theo hoài, tại vì thầy Năm không biết. Nó nói bỏ qua đó đó đó, chứ nếu mà không ra cúng kiến làm cho nó hài lòng là nó theo hai cha con nữa. Mà thầy Năm từ đầu tới cuối ông giúp vậy chứ không hề lấy đồng xu các bạc nào hết. Thậm chí ông còn cho đồ trong nhà cho hai cha con này nữa, ông nói hai cha con bây giờ cũng nghèo khổ, đi làm mướn làm thuê cho người ta, làm những cái việc mà leo dừa nói chung nó cũng nguy hiểm, thôi kiếm nghề khác làm. Rồi ông cho này ông cho cái kia, rồi ông khuyên ông chỉ chỗ cho làm, ông rất là tốt các bạn. Thì đó là cái việc của hai cha con. Rồi cũng có một cái gia đình này nữa. Cái gia đình này thì ở cách nhà của thầy Năm là độ chừng 5 cây số. Hai vợ chồng với đứa con sống chung một cái nhà, cái người cha thì chết cỡ 2 năm trước rồi. Mà mỗi đêm á, cái lúc mà bình thường không sao, mà tới cái ngày đám giỗ á, là y như là 2 năm đám giỗ rồi, năm nào như năm nấy. Cứ tới tối cái đêm đó là cái người vợ lại thấy thấy cha chồng về, mà về á thì lại đánh vô cái đầu của cái người chồng á, lấy cái tay đánh vô cái đầu. Cái chị này chị rất là gan, nhưng mà chị gặp năm nào như năm nấy thì chị sợ, và đặc biệt á là cái năm thứ hai á, cái năm đó là càng ghê rợn hơn nữa. Hai vợ chồng đang nằm ngủ như vậy mà đặc biệt cái anh chồng không thấy nha, mà mỗi lần mà đánh vô đầu như vậy là sáng ra là anh chồng anh nhức đầu, anh nhức mấy ngày liền mới hết. Cái năm nay cũng có tới cái đám giỗ nữa nè, người vợ mới sợ, tối đó mới là kêu hai cha con đi ngủ sớm. Cả hai gia đình, hai vợ chồng với cái đứa con, mà cái đứa con lúc đó nó có chừng 3-4 tuổi à. Cái đêm đó đó là cái đêm cúng tiên á, thấy đang ngủ vậy thấy ông về, ông về ông đi ngay vô trong phòng luôn, mà dòm thì thấy cái dáng của ổng nha, chứ không có cho thấy mặt. Ổng mới lại ông đánh cái tay vô cái đầu của cái người chồng. Rồi ổng mới lại ông khẽ cái tay của cái đứa nhỏ. Cái kiểu đánh vô cái tay á. Cái người vợ sợ lắm nhưng mà không có dám là lên tiếng, rồi nhắm mắt lại nằm ở đó. Rồi một hồi thì thấy ông đi ra. Ông đi ra cái im du cho tới sáng. Mà sáng ra là cái ngày cúng chánh. Thì cái người chồng á nhức đầu. Đau đầu lắm. Còn cái đứa nhỏ đó thì đánh là hồi tối hôm thấy đánh vô tay, nhưng mà không có dòm kỹ tay nào, sáng ra mới biết đánh vô cái tay mặt. Thì cái tay mặt của nó sưng lên, sưng mà sưng bình dính luôn vậy nè. Cái người vợ mới nói hồi tối hôm em thấy là 3 giờ ba đánh anh với đánh đánh đánh, đánh con á, mà không biết sao ba đánh. Người chồng mới nói trời ơi, mình cũng đâu có làm gì đâu, lỡ cúng bái vô đám giỗ đám vàng mình cũng làm cho đàng hoàng, mà sao cha dặn mà cha giờ cha đánh vậy.
Cái tối đêm đó người vợ á thì thức, còn người chồng cũng thức không dám ngủ. Mà tới khuya đó, cái ông chồng mệt quá, nhức đầu mệt quá, không chịu nổi, ông ngủ. Ông ngủ xong rồi còn người vợ cứ thức hoài, tại sợ đêm nay ông về, thì ông về nữa các bạn. Mà lúc này không phải là người vợ nằm nha, người vợ thức dậy mà đi ra ngoài nhà trước lấy nước uống, mới vừa uống nước xong đi vô á, đi vô tới chừng mà vô tới cửa buồng á, mở cửa buồng ra thấy ông đứng ông đánh vô cái tay, mà cái tay bên trái á, của cái đứa nhỏ, ông đánh vô một cái. Người vợ vừa thấy vậy thôi là biến mất tiêu, là không thấy nữa. Thì lúc đó nó mới lại coi cái tay trái thì bình thường, nhưng mà tới sáng là cái tay trái cũng như cái tay phải nó sưng y như nhau, sưng bình dĩnh, nó nhỏ nó khóc quá trời luôn. Thế vậy đó mới nghe tiếng là thầy Năm, ông không biết cái bùa phép gì, ông không biết bùa phép, nhưng mà ông nói chuyện được với người âm. Không biết nguyên nhân tại làm sao mà cha chồng mình về đánh chồng mình và đánh con mình. Chồng thì bị nhức đầu, còn con thì đau tay, hai tay, tay nào tao nói nó sưng bình dĩnh hết trơn. Là mà cả gia đình mới đi lên chỗ nhà thầy Năm. Lên nhà thầy Năm mới nói á, thôi vô nhà đi, để tôi liêu, tôi lấy cái dù tôi che cho ông nhà, chứ để mà ông nhà đứng ngoài đó đâu được. Thì cũng đứng ngay cái bóng cây vậy đó, ông thầy Năm ông vô ông lấy cái dù, ông lấy cái dù ông ra ngoài đó, ông đứng ông xí xô xí xào gì, xong cái ông treo cái dù đó, ông không có đẹp vô, ông treo lên cái cây luôn, ông treo với mà thể là treo để mà che cho người nào đứng ở dưới á. Rồi ông mới đi vô. Ông đi vô thì nói chung cái tâm lý của người chồng lúc đó đó, cái kiểu là ông cũng suy nghĩ là mấy cái người mà tướng số á, hay bài vẽ chuyện này chuyện kia ra để mà cho mình sợ, mình tin vào mối tiện mình đó, ông nghĩ vậy. Cái thầy Năm mới đi vô tới cái cửa trước sân à, là lúc đó cái ông người chồng cũng suy nghĩ vậy nha. Cái tự dưng thầy Năm ông không bước vô nhà, ông quay mặt lại, ông đi ngược trở ra chỗ cái dù đó, ông đứng nó nói gì đó, ông nói xong cái mà rất là mau, ông mới đi ngược trở vô. Ông mới giờ ông người chồng cười cười, ông là đi ngang, ông vô vỗ cái vai nè, ông mới nói ơi cháu ơi, cháu nghĩ chi mấy cái chuyện không tốt. Tôi á là tôi phụ giúp cho gia đình, cho giải tỏa khúc mắc thôi, chứ tôi không quan tiền bạc gì đâu, đừng nghĩ vậy. Hồi nãy là mới suy nghĩ mà sao ông thầy Năm ông đi vô tới cái chiếc xăng rồi, là vừa suy nghĩ xong rồi cái kiểu thầy Năm quay ra, ông đi ra ngoài, ông đứng và ông đảo ngược vô á, thì ông nói trúng tim đen. Thì cái ông chồng này ông sợ quá, nhưng mà ông chỉ nghĩ là mấy ông thầy tướng số á, ông nhìn mặt sắc mặt của mình rồi ông đoán ra được. Thầy Năm cũng không nói, thầy Năm đi vô xong rồi á, cái không có để gia đình kể gì hết trơn á. Thầy Năm đi ra, ông nói thôi bây giờ khỏi kể, để tôi nói trước coi đúng hay không nha. Cái đầu của chú này đau nè đúng không, mà đau á là đau bên cái đầu bên bên trái phải vậy không? Cái người chồng nó phải. Xong rồi ông mới chỉ cái đứa nhỏ, còn cái đứa nhỏ này nè đau cái tay phải trước sưng, rồi qua hôm sau là mới đau cái tay trái cũng sưng y như cái tay phải. Đau thì nó không có đau nhiều, nhưng mà hỏi mà bình thường nó không đau, còn nó đụng chạm vô cái gì là nó đau đúng không? Thầy Nam ông nói vậy là cái người vợ kêu bằng xanh mặt hết trơn, chưa kể hết trơn mà ông nói chính xác. Cái người vợ nó trời ơi, thầy hay quá rồi, thầy làm ơn thầy chỉ giùm con tại sao mà thầy biết như vậy. Cái thầy Nam ông nói là sao không biết, cha chồng của cô á nói tôi biết tôi mới biết, chứ tôi đâu phải thằng thánh mà tôi biết, biết là biết nhờ cha chồng cô nói. Cái người vợ mới suy nghĩ, cái người vợ mới nói thầy Nam không lẽ cha chồng con đi theo thầy Năm che dù là che cho cha con ngoại, thì che cho ổng chứ che cho ai. Còn hồi nãy chú này nè, chú suy nghĩ là tôi bày vẽ để tôi kiếm tiền phải không? Tôi cũng đâu có biết, tôi coi bói á là chỉ coi được mấy cái người mà giống như người ta có cái hạn xui ở sau này hay hồi trước gì đó, có cái tôi coi được, có cái tôi coi không được, chứ tôi không có tài giỏi gì. Có người tôi coi được chút ít, có người thì tôi không coi được gì hết. Nhưng mà chú á là chú nghĩ tôi là kiếm cách để mà moi tiền thì không phải đâu. Hồi nãy chú nói vậy tôi đâu có nghe, xa quá tôi đâu có nghe được, nhưng mà cha chú á thì nghe, cha chú mới nói cho tôi nghe đó là con là chú nghĩ như vậy. Mà có đúng vậy không? Chồng á anh hết chối rồi,
mà nghe nói là cha anh đang đứng ở ngoài kia nữa, anh cũng sợ nhưng mà anh cũng thương cha đó. Anh mới nói thầy Năm, nếu mà vậy thầy cho con cầm cái nhang ra con cúng cha con cái. Thầy Năm nói không, ông đang giận cúng không có được đâu, ngồi đây đi, tôi nói cái nguyên nhân tại sao mà bị vậy nè. Thầy Năm ông mới nói á là chú có hiếu chứ không phải là chú không có hiếu, nhưng mà chú dở một chỗ là chú không có kỹ lưỡng cái việc cúng kiến. Chú cúng kiến mà chú mời cha mẹ mình về cái ngày giỗ, cha mẹ chưa kịp ăn, chú lấy chú ăn trước rồi. Nói như vậy cái ông chồng này ông nói dạ không, con cúng rồi con mới ăn. Tôi biết chú cúng rồi mới ăn, nhưng mà chú cúng xong á thì chú đợi cho cái nhang nó tàn hết đi, cho ông bà yên vị đi chút xíu đi rồi chú ăn, có chởi chiếc gì đâu. Ông bà mới vừa nhảy vô ngồi á, chú ăn rồi, cái đó ăn trước người ta dặn, cho nên là cha chú về khỏi đầu chú. Còn cái đứa nhỏ đó là do là gia đình lu bu phải không, cho nên là không ai coi sóc nó hay bóc đồ cúng nó ăn. Cái lúc mà chú cúng thì cái đứa nhỏ này nó hay bóc đúng không, mà nó thuận tay phải, nó bóc cái tay phải, nhưng mà qua bữa sau cái tay nó sưng rồi nó đau, cho nên là nó bóc cái tay trái đúng không. Thầy Năm ông nói rành mạch vậy luôn. Hai vợ chồng là dòm nhau là giật mình. Tại vì thật sự cái đứa nhỏ thì cũng nít mà các bạn, nó bình thường nó ít có đồ ăn, mà đám giỗ đám tiệc thì cũng rất là nhiều đồ ăn, cho nên là cứ để hở là nó đưa tay nó chụp. Cái chuyện đó là tại người lớn thôi chứ không trách nít được. Vợ chú á thì giỏi ở phía sau á, làm việc này việc kia. Bởi vậy cha của chú, cha ruột chú á, dặn chú chứ dặn con chú á, chứ không dặn con dâu. Tại vì mắc làm lu bu á, sao bếp á, rồi đâu có mà coi sóc hết được. Còn chú ngồi chú nói chuyện, rồi chú không lo giữ con, để cho con nó bốc như vậy đó. Rồi ông dặn á, ông mới về ông đánh. Mà không có gì đâu, cha con trong nhà không mà dặn thì làm vậy. Giống như hồi trước ông sống á thì ông hay dày la con cháu, thì bây giờ ông chết cũng vậy thôi. Thôi không có chuyện gì, gia đình cứ về đi. Ông chỉ nhờ tôi á là làm cố ý làm vậy để cho hai vợ chồng lên đây, chứ ông thì không có hợp mệnh số với gia đình, không có về báo mộng hay gì được. Để lên đây rồi nhờ tôi chuyển lời là ông dặn là con cháu á cúng kiến thì đợi cho xong xuôi đi, rồi ăn uống gì thì ăn. Ông thầy Năm nói vậy rồi hai chồng cũng sợ, không yên tâm, cũng hỏi này hỏi nọ dữ lắm. Mà thầy Năm nói yên tâm đi, ông không có dặn đâu. Ông dặn rồi đó, ông làm cho gia đình biết để mà lên đây cho ông nói đưa ra những cái lời của ông là không muốn vậy. Rồi từ đây về sau ông không có la lối gì nữa đâu. Rồi là từ đó về sau luôn, hai vợ chồng này cúng kiến một cách đàng hoàng, cúng xong xuôi hết rồi mới dám là thỉnh xuống ăn. Không cho con cái hay là con cháu ở sớm chờm gì mà lợi đụng tới cái đồ cúng. Tại vì dẫu sao cái đó là cái đồ trang nghiêm các bạn. Không nên để những cái việc đó nó diễn ra, làm mất đi cái hình tượng cái ngày cúng nó không được trọn vẹn. Rồi đó là kết thúc câu chuyện của ông thầy tướng số thầy Năm. Thì chuyện của thầy Năm thì còn nữa các bạn, nhưng mà nó cái phần đó nó cũng còn hơi ngắn. Rồi chắc bảo phải cởi trong một cái tập khác để mà nhập vào cho nó đủ thời lượng một tiếng phát triển. Còn bây giờ thì bảo chỉ cởi như đây thôi. Thầy Năm này cũng rất là tốt nha các bạn. Rồi bây giờ thì bảo xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.